chức Y tế Thế giới đã phân loại béo phì như một căn bệnh mãn tính. Điều trị thừa cân béo phì sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thế nhưng, thay vì kiên trì điều trị và tập luyện đúng cách, một số người đốt cháy giai đoạn bằng những phương pháp giảm cân giảm béo cấp tốc, nguy cơ để lại những biến chứng nguy hiểm. Cân nặng 160kg với mức béo phì trầm trọng, một bệnh nhân nam ở Bắc Giang đã từng loay hoay tìm mua những sản phẩm giảm cân cấp tốc, thế nhưng trước đây một tháng, anh đã phải ngừng sử dụng bởi những hệ lụy để lại. Không ít người đã tiền mất tật mang chỉ vì tin vào những lời quảng cáo giảm cân cấp tốc. Qua tìm hiểu ở trên Facebook thì chị thấy rất là nhiều bạn trẻ đã tin tưởng và mua, nên chị cũng tin tưởng, chị mua một liệu trình. Quảng cáo thì là 7 ngày là sẽ giảm là tối thiểu là từ 3 đến 5 cân. Đối với cơ địa là dễ giảm. Còn cơ địa mà khó giảm là sẽ giảm từ 2 đến 3 cân. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay bị ám ảnh bởi cân nặng và nỗi sợ hãi mà béo phì gây ra đã khiến cho nhiều người cố gắng giảm cân bằng mọi cách. Rất nhiều người đã lựa chọn phương pháp giảm cân nhanh chóng bằng thuốc. Vì muốn giảm cân cấp tốc nên mọi người đã không ngần ngại sử dụng các loại thuốc giảm cân bất chấp sự khuyến cáo của các chuyên gia về tác hại khủng khiếp có thể gây ra cho sức khỏe. Việc lạm dụng thuốc giảm cân quá mức có thể gây ra nhiều tác dụng phụ và gây nguy hiểm cho cơ thể. Trong các thuốc giảm cân, người ta cho những cái thành phần, đặc biệt là những thành phần mà gây kích thích về thần kinh, kích thích tim mạch. Ví dụ như là cho các cái hàm lượng rất nhiều caffeine, rồi cho các cái thành phần mà giống như là hạt chanh đắng, sinephrine, rồi thì thậm chí cả cho các tinh chất tuyến giáp, rồi rất nhiều các chất khác nhau có dụng kích thích. Người ta nghĩ là để như thế để tăng vận động, tăng hoạt động để làm tiêu hao năng lượng. Nhưng thực ra cái việc sử dụng như vậy và không có kiểm soát, không đúng loại, không đúng liều, không có kiểm soát sẽ rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Cái người bán người ta khuyên bệnh nhân uống nước 3-4 lít một ngày, rất là nguy hiểm. Và bệnh nhân đã dẫn tới một cái tình trạng là bị pha loãng máu, hạ natri máu, cái chất muối, cái natri trong máu hạ rất mức thấp, đến mức thấp và chuẩn bị đến mức hôn mê, rất là nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng. Đấy là cái rất là nguy hiểm. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo người dân không nên tự ý giảm cân theo các phương pháp không có bằng chứng khoa học trên các trang mạng xã hội. Giảm cân là cả một quá trình và những tư vấn đến từ chuyên gia dinh dưỡng uy tín là một điều vô cùng cần thiết.